hello hello xin chào các bạn đã đến với thuận capital ngày hôm nay hôm nay đó là cuối tuần ngày chủ nhật tại hoa kỳ ở việt nam camera bước qua là ngày thứ hai rồi nhưng mà hoa kỳ thì vẫn còn là cuối tuần và cuối tuần này đây cũng không có nhiều thông tin nổi bật đâu các bạn cho nên thuận muốn dành thời gian để mà làm một cái video đặc biệt chia sẻ với các bạn nhưng mà nào mà theo dõi kênh một thời gian đó thì cũng đã biết là kênh thuận capital thì cũng không có đưa ra những cái ước tính giá cả nhất là những cái ước tính ngắn hạn đâu các bạn tại vì trong thời gian ngắn hạn đó chúng ta thật sự không biết được là giá cả sẽ có, có xu hướng như thế nào à, cái mà thuận chia sẻ với các bạn hàng ngày đó chính là cái tầm nhìn dài hạn và thường đương nhiên là có cái lòng tin về giá cả tương lai của BTC nhưng mà đối với một cái hiện tượng

đây là một cái hiện tượng mà rất đặc biệt đó chính là hiện tượng Bitcoin halving thì hiện tượng này là hiện tượng đặc biệt xảy ra khoảng chừng mỗi 4 năm các bạn và thường đó thì kênh Thuần Capital cũng sẽ cùng với các bạn xem lại lịch sử những đợt halving trước đây để xem coi chúng ta có thể gây dựng một cái mô hình để ước tính xem coi là đợt halving kế tiếp này giá cả sẽ có sự phản ứng như thế nào hay là không thì đây là một cái video mà Thuần cũng đã từng chia sẻ với các bạn một cái thông tin tương tự à, hồi năm 2019 các bạn các bạn đã nhìn thấy trên màn hình đó thì đây là cái video 371 à, thùng đã chia sẻ với các bạn vào ngày 14 tháng 6 năm 2019 và đó là cái thời điểm trước cái đợt à, hòa bình năm 2020 mới đây thôi các bạn đều là chúng ta à, lại trải qua gần như 4 năm rồi bây giờ đó là tháng 2 của năm 2023 thì hôm nay thường cũng muốn dành thời gian để mà xem là lịch sử xem coi là chúng ta có thể đưa ra những cái nhận định gì về giá cả chỉ dựa vào tài liệu lịch sử mà thôi xem coi là trong đợt hai bên kế tiếp này đó thì giá cả sẽ có sự phản như thế nào nhưng mà trước khi chúng ta nói tới những cái thông tin đó đó thì có một cái số điều thường muốn chia sẻ trước với các bạn và phần đầu video này đó à, thường sẽ dành thời gian để mà chia sẻ về Bitcoin bên là gì Tại vì tôi thấy là cũng có rất là nhiều bạn Cũng mới theo dõi kênh Thuận Capital Trong vòng 1-2 năm nay mà thôi Và có nhiều bạn thì cũng mới vào thị trường Cho nên cũng không có rõ cái khái niệm Bitcoin Haven Và cái sự ảnh hưởng trước đây là sao Cho nên tôi dành thời gian để mà chia sẻ Bitcoin Haven là gì ở đầu video Nhưng mà nào mà đã biết Bitcoin Haven là gì rồi đó Thì có thể skip để xem những cái thông tin Thú vị hơn với các bạn Và trước khi chúng ta đi vào chi tiết đó Thì các bạn nên hiểu đây Là một cái mô hình sử dụng giá lịch sử Của ba đợt

Và thật ra ba đợt hai bình cũng không phải là nhiều tài liệu đâu các bạn Chúng ta chỉ dựa vào cái hiện tượng này xảy ra trước đây chỉ có ba lần thôi à, Để xem coi chúng ta có thể có những nhận định gì về tương lai trong đợt hai mình kế tiếp Nhưng mà cái đó cũng không phải là nhiều tài liệu Đó là điều đầu tiên các bạn cần nên hiểu Cái đó nữa đó là các bạn nên biết là ước tính thì không dựa vào tình hình kinh tế vĩ mô Tin tức hay là các yếu tố khác Mà cái ước tính giá mà Thuận sẽ chia sẻ với các bạn Chỉ dựa theo tỷ lệ và lập luận là chu kỳ của BTC à, Ngày sẽ càng dài hơn một chút và các phần trăm tăng trưởng chu kỳ này qua chu kỳ kia đó thì sẽ ngày càng ít đi và đương nhiên tài liệu này đó chỉ mang cái uh, tính chất tham khảo mà thôi không phải là lời khuyên đầu tư và bản thân của thuận thì cũng không có dùng tài liệu mà thuận sắp chia sẻ với các bạn để đưa ra uh, cái quyết định là khi nào chốt lời đây là một tài liệu để cho thuận có thêm một cái tâm nhìn còn về khi nào chốt lời đó thì dựa theo cái danh mục đầu tư của thuận phần trăm lợi nhuận là bao nhiêu cũng giống như là tình hình lúc đó như thế nào khi mà Thuận có những cái quyết định liên quan tới chúc lời Thuận sẽ chia sẻ chi tiết hơn với các bạn Tài liệu này chỉ là một trong những tài liệu mà Thuận xem xét để có thêm một góc nhìn mà thôi Đó là những gì mà Thuận muốn chia sẻ trước với các bạn Và trước đây đó, năm 2019, trước khi mà có cái hiện tượng Harvard năm 2020 Thì kênh Thuận Capital cũng đã cùng các bạn xem lại lịch sử nhưng mà lúc đó các bạn đã biết là lịch sử nó nó còn ít hơn bây giờ nữa các bạn hiểu được là bây giờ chúng ta ít ra đã có ba đợt vinh chúng ta đã có nên thông tin rồi còn trước đó chỉ có hai đợt vinh là thôi thông tin còn ít hơn nữa nhưng mà thuận và các bạn cũng đã dùng những cái thông tin mà chúng ta có lúc đó cho dù nó không có hoàn toàn đầy đủ nhưng mà cũng cho chúng ta có một số thông tin để có thể dựa vào đó xem coi là sau năm 2020 giá BDC xu hướng như thế nào và những bạn nào mà muốn xem đó thì có thể xem lại video năm 2019 cái video 371 này và các bạn đang nhìn thấy trên màn hình đó, Đây là cái ước tính được chia sẻ năm 2019 Thì thời điểm tôi chia sẻ video này đó, Giá của BTC là hơn 8.000 đô các bạn Lúc đó chúng ta vẫn chưa có trở về cái đỉnh cũ là khoảng chừng 20.000 đô Cho nên khi mà Thuận chia sẻ thông tin này lúc đó, đó Thì nhiều người cũng không có lòng tin đâu Tại vì nhiều người thì cũng biết là chúng ta sắp sửa có hiện tượng Bitcoin bình thời điểm đó Nhưng mà nhiều người cho là khi mà Bitcoin bình xong rồi đó Thì có thể là giá cả phản ứng không có dùng những cái đợt trước đó à, Và chúng ta cũng sẽ sẽ không thể nào mà trở lại cái đỉnh cũ là 20.000 đô Nhưng mà cuối cùng thì các bạn thấy được là BTC cũng đã trở về đỉnh cũ 20.000 đô Và sau đó tiếp tục tiến tới nữa Và chúng ta thấy được là BTC đã trở về cái đỉnh cũ 20.000 đô Vào cái thời điểm là sau Bitcoin haven cho nên chúng ta thấy được là kết quả cuối cùng đó thì cái xu hướng giá cả cũng như là hai đợt hai bình trước đó chúng ta có Bitcoin hai bình sau đó một thời gian khoảng chừng là 6 đến 8 tháng đó, thì giá cả lại có một cái sự tăng trưởng như là hai đợt trước đó vậy như vậy thì xu hướng của giá cả ít nhiều gì chúng ta cũng đã có một cái nhìn đúng về xu hướng giá cả sau Bitcoin hai bình là có cái sự tăng trưởng và lập đỉnh mới rồi chúng ta bây giờ hãy nói tới chi tiết đi thì chi tiết đó, cái ước tính giá lúc đó có đúng hay là không và đương nhiên các bạn thấy được là chúng ta chỉ dựa vào những cái tài liệu rất là hạn chế chúng ta chỉ có hai đợt hai bên trước đó mà thôi cho nên chúng ta đã đưa ra một cái nhận định giá mà có phần đúng có phần sai các bạn ta chia sẻ cái phần nào đúng cái phần nào sai và xem của chúng ta rút có được kinh nghiệm gì rồi sau đó chúng ta sẽ cùng nhau xem coi là với những kinh nghiệm đó chúng ta có thể thấy trong cái đợt hai bên năm 2024 này sau đó thì giá cả sẽ có phở như thế nào thì chúng ta bây giờ hãy nhìn vào cái ước tính thượng chia sẻ vào ngày 14 tháng 6 năm 2019 lúc này Thượng chia sẻ với các bạn là giá là khoảng chừng là hơn 8.000 đô và chúng ta vừa trải qua một cái mùa đông lúc đó các bạn và chúng ta thật sự mà nói là vẫn chưa có trở về đỉnh cũ nhiều người thường chia sẻ đó thì cũng không có lòng tin là giá sẽ trở về đỉnh cũ đâu nhưng mà cuối cùng các bạn đã biết kết quả là không những trở về đỉnh cũ mà còn lập cái đỉnh mới thì ngay thời điểm đó đó ước tính cái ngày Bitcoin hai bình là ngày 22 tháng 5 năm 2020 các bạn chúng ta đang nhìn vào cái đường đi ngang ở cái chỗ là ước tính đó để chúng ta hãy nói về ước tính trước rồi sự thật như thế nào thì ước tính là Bitcoin Halving ngày 22 tháng 5 năm 2020 Nhưng mà cuối cùng đó thì ngày Halving đã đến sớm hơn dự định các bạn Sớm hơn là 11 ngày Thì tại sao vậy? Tại vì các bạn nên biết là Bitcoin Halving là một cái hiện tượng Tôi sẽ chia sẻ chi tiết thêm một lát nữa Nhưng mà cái hiện tượng này nó không dựa theo ngày Mà nó dựa theo cái số lóc các bạn Và cái lóc của Bitcoin đó thì một lóc có khi nhanh có khi chậm Trung bình thì vẫn là khoảng 10 phút cho một lóc các bạn Nhưng mà có khi nhanh có khi chậm tùy theo là tốc độ và độ khó đào Thì năm 2000 2020 đó lúc đó lóc đã chạy lẹ hơn là ước tính thì thường chia sẻ hồi tháng 6 năm 2019 đã đến sớm hơn là 11 ngày nhưng mà các bạn thấy được là chúng ta ước tính cái tỷ lệ tăng trưởng của cái giá BTC một năm trước ngày Harbin là 7.680 thì chúng ta ước tính cái tỷ lệ dựa theo lịch sử trước đó đó thì chúng ta lúc đó đưa ra cái lập luận là giá cả sẽ tăng đâu đó là 1.23% từ cái mức giá một năm trước đó và một năm trước đó cái mức giá của btc thời điểm mình chia sẻ cái video này À, đó chính là khoảng 7680 các bạn ngày 22 tháng 5 năm 2019 thì chúng ta ước tính là cái giá của BDC cái ngày hai bình sẽ khoảng chừng là 9416 đô thì thời điểm thông chia sẻ video này đó, giá của BDC là hơn 8.000 đô các bạn lúc đó chúng ta vẫn chưa có trở về cái đỉnh cũ là khoảng chừng 20.000 đô cho nên khi mà thuận chia sẻ thông tin này lúc đó, đó, thì nhiều người cũng không có lòng tin đâu tại vì nhiều người thì cũng biết là chúng ta sắp sửa có hiện tượng Bitcoin hai bình thời điểm đó nhưng mà nhiều người cho là khi mà Bitcoin Bitcoin hai xong rồi đó thì có thể là giá cả phản ứng không có dùng những cái đợt trước đó à, và chúng ta cũng sẽ không thể nào mà trở lại cái đỉnh cũ là 20.000 đô nhưng mà cuối cùng thì các bạn thấy được là BTC cũng đã trở về đỉnh cũ 20.000 đô và sau đó tiếp tục tiến tới nữa và chúng ta thấy được là BTC đã trở về cái đỉnh cũ 20.000 đô vào cái thời điểm là sau Bitcoin Haven cho nên chúng ta thấy được là kết quả cuối cùng đó thì cái xu hướng giá cả cũng như là hai đợt hai bình trước đó chúng ta có bitcoin hai bình sau đó một thời gian khoảng chừng là 6 đến 8 tháng đó, thì giá cả lại có một cái sự tăng trưởng như là hai đợt trước đó vậy à, nhưng mà sự đón giá này đó của năm 2019 chúng ta dựa vào ít tài liệu hơn nhưng mà chúng ta cũng có một số những cái dự đoán coi như là cũng có độ chính xác nhưng mà có một số lại không có chính xác các bạn để thường chia sẻ những gì mà không có chính xác và những gì mà chính xác để các bạn có thêm kinh nghiệm thì chúng ta sẽ nhìn vào cái slide kế tiếp đó. Các bạn thì được là chúng ta không nói tới hai đợt trước đó Thường như chia sẻ chi tiết thêm với các bạn Nhưng mà chúng ta sẽ nói về cái đợt năm 2020 đi Thì các bạn đã biết là cái ngày mà Thượng đưa ra ước tính này đó Thì uh, lúc đó ước tính cái ngày Bitcoin Halving sẽ là ngày 22 tháng 5 Sự thật đó thì đến cái ngày Halving giá của BTC thời điểm đó Chính là 9.000 đô các bạn Thì như bạn uh, cũng đã comment thời điểm đó nói là 9.000 đô, 9.400 đô Thì cái độ chính xác cũng coi như là tương đối cao nhưng mà thật ra đó các bạn nên hiểu đây là cái ngày Haibin đã bị dời lại 11 ngày cho nên khi mà chúng ta tính một năm trước khi Haibin thì chúng ta phải lấy cái giá là ngày 11 tháng 5 năm 2019 chứ không phải là ngày 22 tháng 5 của năm 2019 à, cho nên nếu chúng ta dùng cái giá là 7.254 đó thì các bạn cũng sẽ ra con số là khoảng chừng là 9.000 đô cái tỷ lệ chúng ta ước tính cái mức giá một năm trước khi mà có hạ đến ngày hạ là 1.23 cuối cùng cái tỷ lệ thực sự là 1.2 các bạn thì coi như là cái phần đầu này chúng ta cũng đã đưa ra một cái ước tính tương đối là có độ chính xác các bạn nhưng mà sau đó đó thì những ước tính kế tiếp đó, thì chúng ta đã không có cái độ chính xác các bạn thấy được là sau khi mà chúng ta có cái ngày Harvin của năm 2020 đó thì chúng ta thấy được là chúng ta đã có cây đỉnh mới của giá BTC là 548 ngày sau đó trong khi chúng ta dựa vào lịch sử của hai đợt hai bên trước đó đó chúng ta chỉ biết có hai đợt hai bên mà thôi thì chúng ta chỉ dùng cái phép nhân các bạn và tính là cái ngày hai bên của đợt kế tiếp là sẽ cách cây đỉnh mới 746 ngày thì chúng ta đã có một cái lập luận đúng thời điểm đó đó chính là chúng ta nghĩ là mỗi một cái chu kỳ đó thì cái giá của đỉnh mới cách ngày hai bên sẽ ngày càng dài hơn nhưng mà cuối cùng sẽ thì nó cũng dài hơn nhưng mà không có dài như là chúng ta nghĩ lúc đó không phải là tốn 746 ngày để đạt cái đỉnh mới mà chỉ tốn có 548 ngày để đạt được cái mức là 69.000 đô vào ngày 10 tháng 11 năm 2021 và dựa theo lịch sử của những cái tỷ lệ tăng trưởng trước đó của hai đợt trước đó đó thì chúng ta uh, đưa ra một cái ước tính là cái tỷ lệ tăng trưởng của cái mức giá mới của BTC cái đỉnh mới đó so với ngày hai bên chúng ta sẽ có cái sự tăng trưởng là khoảng 10.73 lần và chúng ta đưa ra cái con số này là dựa theo cái tỷ lệ của hai đợt trước đó chúng ta cũng biết à, là dựa theo lịch sử đó là mỗi một chu kỳ khả năng nó sẽ dài hơn một chút và mỗi một chu kỳ đó thì cái phần trăm tăng trưởng à, từ hai bên cho đến đỉnh mới nó sẽ ít hơn vì vốn hóa ngày càng lớn hơn nhưng mà kết quả cuối cùng đó thì các bạn thấy được là giá đỉnh mới của BTC xa qua đợt bình năm 2020 đó chính là vào tháng 11 của năm 2021 lúc đó là giá BTC đạt được là 69.000 đô các bạn trong khi chúng ta ước tính là 101.000 đô thì cái tỷ lệ tăng trưởng đó là mức là 7.7% nó đã ít hơn so với chúng ta ước tính dựa theo hai cái đợt trước đó thì bây giờ chúng ta đã biết kết quả của ước tính và sự thật như thế nào rồi thì có rất là nhiều những lập luận thực ra cũng không quan trọng đâu nhiều người nói là giá của BTC đã dựa theo rất nhiều những mô hình lúc đó đều cho thấy được là sẽ đạt khoảng chừng là 100.000 đô Thì nhiều người cho là chúng ta trên con đường lên tới mức là 100.000 đô chỉ vì một số những cái sự kiện à, liên quan tới sales Voyagers Chúng ta nói tới những cái sự kiện như là FTX vân vân có nhiều cái sự kiện như vậy dẫn đến là cái giá đã không tiếp tục tăng trưởng nữa và đặc biệt là Fed à, đã ra quyết định là tăng lãi suất dẫn đến là BTC cái đợt tăng trưởng đó coi như đã bị cắt ngắn đi. Thật ra có phải không nên thì chúng ta sẽ không bàn luận tới trong video này Sự thật đó là dựa theo hai đợt trước đó Chúng ta đưa ra một cái ước tính đã cao hơn cái sự thật như thế nào Thì bây giờ chúng ta đã có thêm một tài liệu của một đợt hai bên nữa Thì chúng ta bây giờ sẽ cùng nhau xem coi là cái đợt hai bên kế tiếp này Dựa theo ba chu kỳ trước đây chúng ta sẽ có những nhận định gì Nhưng mà trước khi chúng ta nói tới những cái nhận định á Thường muốn dành một ít thời gian để mà chia sẻ với các bạn về sự kiện Bitcoin Haven là gì thì Bitcoin Halving chúng ta đang chứng kiến đó chính là đợt thứ tư rồi các bạn và chúng ta còn cách cái ngày Halving là khoảng một năm sáu mươi chín ngày nữa và đây là ước tính mà thôi à, và lúc mà cái ngày Halving xảy ra đó thì đó là cái lúc mà cái số lượng BTC được sinh ra mỗi một lốc có nghĩa là mỗi khoảng chừng 10 phút đó giảm xuống từ 625 còn 3.125 BTC mà thôi có nghĩa là cái tốc độ Bitcoin được đào ra đã giảm xuống phần nữa thì cái ngày Bitcoin bình kế tiếp bây giờ ước tính là ngày 29 tháng 4 năm 2024 và đây là ước tính mà thôi tại vì như thường dư chia sẻ với các bạn đây là cái hiện tượng xảy ra mỗi 210.000 lóc các bạn mỗi lóc là khoảng 10 phút đi thì chúng ta có thể ước tính ra cái ngày đó nhưng mà thật ra càng tới gần đó thì cái đồng hồ đếm ngược của những cái trang web nó sẽ càng chính xác hơn tại vì Tới đó chúng ta mới biết được là còn bao nhiêu lốc và tốc độ à, là như thế nào các bạn Hiện bây giờ đó ở cái video này đó, chúng ta đang ở lốc là 777386 các bạn Còn cái lốc mà chúng ta à, sẽ đến cái ngày hạ bên kế tiếp đó chính là 840.000 lốc Chúng ta còn khoảng 62.614 lốc nữa Có nghĩa là như thường vừa chia sẻ chúng ta còn khoảng chừng một năm 69 ngày nữa Thì trung bình cứ sau khoảng chừng là 4 năm đó 210.000 lốc của BTC Phần thưởng được cấp cho những người mà đào Bitcoin đó những thợ đào khi mà mỗi một lóc được ghi vào chuỗi của blockchain Bitcoin đó thì cái phần thưởng đó sẽ bị cắt làm đôi, bị giảm đi phân nửa. Việc giảm một nửa phần thưởng Bitcoin được Satoshi Nakamoto thiết kế để kiểm soát lạm phát của Bitcoin vì việc giảm một nửa phần thưởng khối về cơ bản sẽ cắt giảm nguồn cung BTC hàng ngày đi một nửa và nhiều người tin là cái sự kiện này sẽ có tác động lớn đến giá của BTC. Thì Bitcoin Halving có nghĩa là gì? Để hiểu Bitcoin Halving là gì đó, trước tiên các bạn phải hiểu định nghĩa cơ bản về việc đào Bitcoin. Nó một cách đơn giản để có một Bitcoin mới xuất hiện trên thế giới, đó sẽ là một phần thưởng cho các thợ đào. Bất cứ khi nào mà họ đào được một khối, một lóc BTC và thêm vào chuỗi như là blockchain công khai trong mạng lưới của BTC khi mà Satoshi Nakamoto thiết lập các quy tắc ban đầu cho giao thức mạng Bitcoin đó thì ông đã đưa ra hai điều quan trọng. Thứ nhất là việc cung cấp Bitcoin sẽ là hữu hạn và giới hạn ở mức là 21 triệu Bitcoin sẽ được tạo ra. Thứ hai là cái số lượng Bitcoin được tạo ra trên mỗi một lóc tức là cái phần thưởng sẽ giảm đi 50% sau mỗi 210.000 và sự kiện này chính là Bitcoin halving Thì tại sao chúng ta lại có sự kiện Bitcoin halving Tại sao cần phải thay đổi cái việc mà cái số lượng BTC được đào ra là bao nhiêu Tại sao mà chúng ta không giữ phần thưởng như nhau Điều đó có bất công với những người mà đào sau này hay không Tại vì những người mà đào trước đó thì họ được thưởng nhiều hơn Mới ban đầu họ được thưởng tới 50 BTC Mỗi một lóc sau đó họ được thưởng 25 rồi từ từ bị giảm đi phần nửa và phần nửa cho tới ngày hôm nay thì câu trả lời cho các câu hỏi trên đó, nằm trong quy luật cung cầu Nếu như mà các đồng tiền được tạo ra quá nhanh Hoặc là không có kết thúc với cái số lượng bitcoin giới hạn được tạo ra Thì cuối cùng cũng sẽ có nhiều bitcoin được lưu hành Và chúng ta sẽ thấy được giá trị nó sẽ ít đi Cho nên cái quy tắc phân thử bitcoin được hình thành để mà kiểm soát phần trăm lạm phát và để các bạn có thể hình dung được trên màn hình các bạn thấy được là chúng ta có một biểu đồ và chúng ta có hai cái đường cái đường mà màu xanh dương này ra đại diện cho cái số lượng bitcoin phát hành các bạn và cái số lượng coin phát hành mới đầu thì tăng lên rất là nhanh nhưng mà từ từ các bạn thấy được tốc độ cái số lượng bitcoin phát hành mới vào trong thị trường ngày là càng sẽ giảm xuống cho đến một ngày nào đó chúng ta sẽ có hết tất cả BDC được phát hành. Và chúng ta có thể nhìn thấy được là cái đường màu đỏ này là cái phần trăm lạm phát của BTC Các bạn thấy được là tính theo hàng năm đó thì mới đầu chúng ta có rất nhiều Bitcoin được sinh ra các bạn Và đương nhiên so với lại cái số lượng trên thị trường thì cái phần trăm lạm phát rất là cao Nhưng mà các bạn thấy được là ngày qua ngày chúng ta lại càng có cái phần trăm lạm phát giảm xuống Và đặc biệt là mỗi một lần mà có Bitcoin halving đó, khi đó phần thưởng bị giảm đi 50% dẫn đến là phần trăm lạm phát giảm đi rất là nhanh các bạn và chúng ta đang ở năm 2023 thì chúng ta đang ở cái phần này của cái quy trình phát hành BTC và chúng ta thấy được là càng ngày đó thì cái số lượng BTC được tạo ra một một lốc sẽ càng ngày càng ít đi các bạn và hiện tượng hai bên này đó thì nhiều người cho là một hiện tượng mà hiện bây giờ đang có các sức ảnh hưởng rất là lớn nhưng mà đến một ngày nào đó à, sức ảnh hưởng ngày lại sẽ càng ít đi các bạn tại vì đến một lúc nào đó khi mà cái số lượng bitcoin đào một lốc giảm đi phân nửa và phân nửa nhưng mà tới một mức nào đó, cái số lượng được đào ra đã quá ít rồi cho nên hiện tượng Bitcoin Halving cũng sẽ không có còn à, cái sức ảnh hưởng như trước đây nữa, nhưng mà cho đến cái đợt Halving kế tiếp này đó nhiều người vẫn có lòng tin, đây là một trong những hiện tượng rất là quan trọng về cái xu hướng giá cả của BTC Để các bạn có thêm một cách nhìn khác nữa trên màn hình Các bạn có thể thấy được là bên dưới này Đó là cái xu hướng của BTC được sinh ra mỗi một lóc các bạn Và mới đầu là 50 Rồi sau khoảng chừng là 4 năm sau đó đó 210.000 lốc sau đó là còn 25 được sinh ra mỗi lốc mà thôi Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục còn 12.5 rồi còn 6.25 Đợt kế tiếp cho chỉ còn có 3.125 mà thôi thì nhiều người đó vẫn cho là mỗi một lóc bây giờ có tới 6.25 BTC được tạo ra. Sau khi mà có cái Bitcoin 2 bình năm 2024 năm sau đó, chỉ còn có 3.125 BTC được tạo ra mỗi lóc, thì cái sự ảnh hưởng vẫn còn rất là lớn. Nhiều người vẫn cho là cái đợt hai bên kế tiếp năm 2028, ảnh hưởng cũng rất lớn luôn tại vì chúng ta thấy được là bây giờ là... 6.25 rồi còn 3.125 rồi sau đó tới năm 2028 còn có 1.56 BTC được tạo ra mỗi lốc nhưng mà sau đó đó thì cái con số ngày càng nhỏ đi cho nên nhiều người cho là những cái đợt hai bên sau này sẽ không có lớn nữa nhưng mà ít ra các bạn hiểu được là cho đến năm 2028 khả năng đây vẫn là một cái hiện tượng chúng ta sẽ rất là quan tâm đến và cho đến khi nào mà chúng ta thấy hết tất cả BTC được đào ra thì ước tính bây giờ là khoảng năm 2140 các bạn nhưng mà trên căn bản nhiều BTC đã được đào ra rồi ngày càng ít hơn và ít hơn và ít hơn và đó cũng đồng nghĩa là phần trăm lạm phát của BTC ngày sẽ càng giảm xuống các bạn nếu như các bạn nhìn vào một số những cái thông tin hiện bây giờ trên mạng lưới của BTC thì các bạn sẽ thấy được là tổng cộng bây giờ đã có 19.2 triệu BTC được đào ra rồi Tổng số BTC là 21 triệu, có nghĩa là hiện bây giờ đã có 91.8% của BTC đã được đào hết rồi các bạn. Chúng ta được là bây giờ đó tất cả những công ty đào hiện bây giờ họ tốn biết bao nhiêu tiền để chỉ cạnh tranh lấy được cái số lượng còn lại là 8 khoảng chừng là 8.1% mà thôi của BTC còn lại có thể đào. Có nghĩa là chúng ta thấy được là tất cả những thời đào trong nhiều năm tới đây họ chỉ cạnh tranh cho cái số lượng 1.7 triệu Bitcoin còn lại. Và chúng ta có thể nhìn thấy được là với cái phần trăm lạm phát hiện bây giờ đó thì uh, mỗi ngày sẽ có khoảng 900 Bitcoin được đào ra Và nếu như mà chúng ta nhìn vào cái số lượng này đó Các bạn sẽ thấy được là tại sao mà Bitcoin hai bình là một hiện tượng mà nhiều người quan tâm Tại vì sau đó chúng ta chỉ còn có 450 BTC được đào ra mỗi ngày mà thôi Sau được hai bình kế tiếp và từ từ cứ giảm đi phần nữa Và chúng ta có thể nhìn thấy được là cái phần trăm lạm phát hiện bây giờ là 1.72% mỗi năm Nhưng mà sau cái đợt halving kế tiếp thì chỉ còn có 0.84% lạm phát mỗi năm mà thôi và đương nhiên bên dưới này đó thì trung bình một lốc là khoảng 10 phút các bạn và mỗi lần mà chúng ta thấy hiện tượng halving xảy ra đó như các bạn nhìn thấy trên màn hình thì các bạn thấy được là cái đợt halving đầu tiên thứ nhì thứ ba thì có một cái điểm chung mà chúng ta thấy được là đợt Bitcoin halving lần thứ nhất đó sau đó chúng ta có một cái đợt tăng trưởng giá cả mạnh sau khi mà chúng ta có cái đợt halving đợt thứ nhì thì cũng tương tự như vậy, giá cả lại có một cái sự tăng trưởng mạnh và nhiều người cho Bitcoin Haven à, là cái điểm bắt đầu của một mùa bull run và đợt thứ ba chúng ta vừa chứng kiến năm 2020 thì kết quả ra sao các bạn đã biết rồi. Sau đó giá cả đã tăng lên tới cái mức là 69.000 đô. Thì có rất nhiều những cái sự tranh cãi liên quan tới Bitcoin Haven, nhiều người nghĩ là Bitcoin Haven thực sự mà nói đây không phải là hiện tượng gì mà đáng quan tâm hết thì đương nhiên có hai nguồn suy nghĩ một bên thì nghĩ là bitcoin halving khiến cho giá tăng tại vì khi mà có bitcoin halving rồi đó thì cái số lượng bitcoin được tạo ra mỗi một lóc bị giảm đi phần nữa có nghĩa là nguồn cung của những btc được tạo ra bị giảm đi phần nữa nhưng mà một số người lại nói đó cũng không có hẳn là giá sẽ tăng đâu lý do tại sao mà giá tăng là mọi người tin vào halving khiến giá tăng cho nên giá nó mới tăng cho dù các bạn trong trường phái nào đi nữa đó thì sự thật là chúng ta thấy được là sau những đợt hai bình thì lịch sử của btc từ khi mà ra đời tới bây giờ vẫn cho chúng ta thấy được là sau mỗi đợt hai bình thì có cái sự tăng trưởng của giá cả sự thật nó nằm ở đâu đó giữa hai cái này các bạn thì các bạn nên hiểu đó là nếu chúng ta nói một cách chung chung về thị trường btc chúng ta sẽ có ba cái loại người các bạn thứ nhất là những cái thợ đào họ là những người mà bỏ tiền ra để mà giải quyết những giao dịch trên lưới của btc giải cái phần toán đó để có thể lấy được cái phần thưởng à, thì đó là những cái thợ đào và khi có phần thưởng rồi thì họ có quyết định một là bán hai là họ sẽ giữ nhưng mà tới một lúc nào đó đó thợ đào cũng sẽ bán thôi các bạn tại vì nếu không họ lấy tiền đầu để mà trả tiền điện nhân viên rồi trả tiền mướn mặt bằng vân vân cho nên những thợ đào là một trong những cái đơn vị mà sẽ luôn có cái lực bán các bạn đó là điều đầu tiên Điều thứ nhì Các bạn được là thị trường này chúng ta có những cái hodlers Hay là những cái người mà đầu tư dài hạn à, Có thể là thuận và nhiều bạn Hay những cái công ty Các bạn được là chúng ta nhìn vào MicroStrategy Thì cũng đã đầu tư Bitcoin một thời gian Và họ không có ý định bán trong thời gian ngắn Thì họ là những cái nhà đầu tư dài hạn à, Và thứ ba Chúng ta nói tới là những cái nhà đầu tư ngắn hạn các bạn Những trader thì các bạn có thể thấy được đó là những trader thì họ đương nhiên cái lúc mua có lúc bán nhưng mà chỉ trong thời gian ngắn hạn mà thôi nhiều người đó thì cho là những cái yếu tố ảnh hưởng đến giá cả của BTC dài hạn thứ nhất đó chính là những nhà đầu tư dài hạn những hodlers và thứ nhì đó chính là những cái thợ đào thì nói tới những nhà đầu tư dài hạn đó thì chu kỳ này qua chu kỳ nọ các bạn thấy được chúng ta ngày lại càng có nhiều người đầu tư dài hạn hơn và chúng ta có thể nhìn thấy một dẫn chứng là giá cả của BTC đó mỗi một cái đợt tăng trưởng rồi các bạn thì được là có một cái đợt giảm giá mạnh như chúng ta vừa chứng kiến năm 2022 hay là năm 2018 trước đây thì mỗi lần mà giá đi xuống đó thì các bạn thì được là cái mức thấp của từng chu kỳ đã được nâng lên và đây là một những dẫn chứng cho thấy được là ngày lại càng có nhiều hodlers họ là những người mà tiếp tục thu mua cho dù là giá không được tốt và họ là những người mà thật sự giữ được giá của BTC còn những nhà đầu tư ngắn hạn là những người mà đẩy giá BTC lên đỉnh cao mới còn những miners thì là những người mà đào Bitcoin xong họ có quyết định là giữ hay là bán các bạn Cho nên khi mà nói tới Bitcoin hai bình thì nhiều người cho là sự thật Nó nằm ở chính giữa có nghĩa là chúng ta thứ nhất là cần phải thấy được cái nhu cầu lưu trữ btc uh, của những nhà đầu tư dài hạn tăng lên theo thời gian tại vì họ là cái lực mua dài hạn uh có nghĩa là chúng ta cần phải có cái uh, nguồn cầu tăng lên theo thời gian và những cái thợ đào đó là cái nguồn cung các bạn họ đào ra cho là họ bán liền đi thì uh, Bitcoin Haven là một trong những cái sự kiện khiến cho cái lực bán của thợ đào bị giảm đi phân nửa mỗi 4 năm và nếu như chúng ta tiếp tục thấy cái số lượng holder tăng lên, nhu cầu mua BTC tăng lên theo thời gian khi mà có nhiều người chấp nhận uh, và cái lực bán đến từ miners giảm đi theo thời gian thì chúng ta thấy được đó là lý do tại sao mà giá cả tăng trưởng sau mỗi đợt bên. cho nên theo thuận đó thì sự thật nó nằm ở chính giữa hai cái này một thứ gì đó khan hiếm theo thời gian cũng không có nghĩa là tăng giá đâu các bạn tôi hay chia sẻ một cái ví dụ với các bạn là bây giờ là thuận lấy tờ giấy ra thuận vẽ một cái gì đó trên tờ giấy đó và thuận sẽ không bao giờ vẽ nữa từ đây cho đến cuối đời thì cái tấm hình đó thuận vẽ đáng giá bao nhiêu các bạn à, đương nhiên có thể nhiều bạn nói là chẳng đáng giá gì hết tại vì uh, thuận đâu có nổi tiếng đâu đâu có ai có nhu cầu mua cái tấm vẽ đó và cũng tương tự các bạn, uh, Bitcoin có thể là khang hiếm theo thời gian nhưng mà cũng không có nghĩa là giá cả sẽ tăng đâu. Nếu như mà muốn giá cả tăng ra thì chúng ta cần phải có thêm một yếu tố nữa ngoài cho cái yếu tố khang hiếm đó chính là cái nguồn cầu các bạn. Cho nên sự thật là nó nằm chính giữa chúng ta có cái nguồn cầu tăng lên theo thời gian và Bitcoin bình là một trong những cái yếu tố dẫn đến là Bitcoin khan hiếm theo thời gian khi mà chúng ta nói tới cái số lượng Bitcoin được đào ra một, một lóc Rồi chúng ta bây giờ hãy bắt đầu nhìn vào chi tiết của giá cả của từng đợt Halving trước đây Thì các bạn thấy được là cái đợt Halving đầu tiên chúng ta biết đó là rất là sớm các bạn đã xảy ra vào 28 tháng 11 năm 2012 à, và các bạn thường là một năm trước khi mà có Bitcoin halving của cái đợt đầu tiên đó giá của BTC đó là 2 đô 50 cent vào ngày 28 tháng 11 năm 2011 và cho đến Bitcoin halving lần đầu tiên đó thì ngay cái ngày halving giá của BTC là 12.000 đô. Rồi chúng ta thấy được là cái giá ngày Harvin Vinh là 12.000 đô Nhưng mà cái ngày Harvin Vinh cho đến cái ngày mà đạt cái đỉnh cao đó Của chu kỳ đầu tiên đó chính là ngày 2 tháng 12 năm 2013 Và lúc đó giá đã tăng lên một cách chóng mặt luôn các bạn Từ 12 đô à, mà tăng lên tới 994 đô Rồi chúng ta bây giờ hãy nói tới cái đợt Harvin Vinh lần thứ hai Thì kết quả ra sao Thì cái ngày mà Harvin Vinh lần thứ hai đó Đó chính là ngày 9 tháng 7 năm 2016 các bạn có nghĩa là một năm trước đó đó là ngày 9 tháng 7 năm 2015 thì giá của BTC là 270 đô. Tới ngày Hà Vinh ngày 9 tháng 7 năm 2016 đó thì giá ngày Hà Vinh là 655 đô các bạn. À, có cái sự tăng trưởng thì cũng rất đáng kể. Còn về cái giá từ Hà Vinh lần thứ hai cho đến cái đỉnh thì tăng trưởng như thế nào? Thì các bạn được là cái giá ngày Hà Vinh của lần thứ hai là 655 đô như tên chúng ta vừa mới nói tới. Thì tới cái đỉnh là ngày 16 tháng 12 năm 2017 của chu kỳ trước đó là giá BTC đạt được mức là khoảng chừng 19.535 đô sự tăng trưởng rất là kinh khủng luôn các bạn từ hà Bình cho đến cái đỉnh của chu kỳ thứ hai nhưng mà cái phần trăm tăng trưởng này ra thì vẫn thua cái đợt đầu tiên các bạn đợt đầu tiên thì phần trăm tăng trưởng cao hơn và chúng ta sẽ được đây cũng là một trong những cái mà xảy ra trong cái đợt halving lần thứ ba Thì đợt halving lần thứ ba đó, đây là cái đợt mà nhiều bạn chắc cũng đã trải qua Tại vì đây là cái đợt mới nhất Thì các bạn đã biết là cái đợt halving lần thứ ba này đó thì đã xảy ra vào ngày 11 tháng 5 năm 2020 Một năm trước đó đó giá của BTC là Khoảng chừng 7.254 đô các bạn. Ngày 11 tháng 5 năm 2019. Và sau đó chúng ta tới ngày Hà Vinh. Thì giá đã tăng lên tới cái mức là 9.000 đô. Rồi cái giá cao mới. Như bạn chắc cũng đã nhớ rồi. Mới xảy ra năm à, 2021. Đó chính là hồi tháng 11. Lúc đó giá đã lên tới mức là 69.045. Thì cái phần trăm tăng trưởng. Từ Hà Bình cho đến cái đỉnh mới. Của chu kỳ thứ ba mới đây. Thì cũng rất là đáng kể các bạn. Từ 9.000 tăng lên tới 69.000. À, nhưng mà cái phần trăm tăng trưởng cũng giống như là cái đợt thứ hai so đợt thứ nhất đó đã giảm đi rất là nhiều rồi thì đây là một trong những cái lập luận mà chúng ta sẽ áp dụng khi mà chúng ta đưa ra cái ước tính của cái giá hạ bình với lại cái định mới kế tiếp này trong cái đợt tăng trưởng kế tiếp à, thì đó là cái lập luận liên quan đến mỗi chu kỳ đó khả năng là sẽ càng ngày càng dài hơn một chút và mỗi chu kỳ đó thì cái phần trăm tăng trưởng sẽ giảm đi theo mỗi chu kỳ à, đây là một trong những lập luận mà có một youtuber rất nổi tiếng đó chính là Into the Cryptoverse và mỗi một cái đường có màu trên màn hình các bạn nhìn thấy đó có bốn đường tổng cộng là đại diện cho mỗi một chu kỳ thì các bạn thử mỗi chu kỳ nó dài hơn một chút và mỗi một cái chu kỳ thì cái phần trăm tăng trưởng nó lại giảm theo thời gian và đây là một trong những cái lập luận chúng ta sẽ áp dụng để đưa ra cái nhận định về đợt halving kế tiếp này thì đây là một cái bản thống kê chia sẻ những cái thông tin mà Thuận vừa nói với các bạn Thuận gọp lại một chỗ để các bạn dễ xem Thì các bạn được là trên màn hình á, cái matrix này chúng ta à, có tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cột Và trên đây chúng ta có cái cột đầu tiên là cái ngày 1 năm trước Harbin là ngày mấy Giá 1 năm trước Harbin rồi kế đó là ngày Harbin rồi giá ngày hai vinh rồi kế tiếp là tỷ lệ cái đó nữa là ngày đạt đỉnh mới sau hai vinh là tốn bao nhiêu ngày là cái cột kế tiếp cái đó là giá cao mới sau hai vinh là bao nhiêu và cuối cùng là cái tỷ lệ tăng trưởng à, từ hai vinh đến cái giá cao mới là bao nhiêu thì các bạn có thể nhìn thấy được là cái chu kỳ đầu tiên để chúng ta thấy được là ngày 28 tháng 11 năm 2021 lúc đó đó thì đã cái ngày một năm trước khi mà có Havin là 2 đồng 50 cent Tới cái ngày Havin là ngày 28 tháng 11 năm 2012 Thì giá của ngày Havin là 12 đô Thì từ 2.50 đô la lên tới 12 đô Thì cái tỷ lệ tăng trưởng là 4.8 lần Có nghĩa là khoảng chừng 380% các bạn Rồi sau đó cái ngày mà đạt cái đỉnh mới sau Havin là ngày 2 tháng 12 năm 2013 Có nghĩa là 369 ngày sau Halving Chúng ta có cái đỉnh mới Chu kỳ đó là 994 đô Thì so với lại cái giá ngày bình tới đỉnh mới đó Cái tỷ lệ tăng trưởng là 82.8 lần Đây là tỷ lệ tăng trưởng rất là kinh khủng các bạn Nhưng mà đây là cái đợt bên đầu tiên ở hai bên kế tiếp thì một năm trước đó là ngày 9 tháng 7 năm 2015 Cái giá một năm trước đó là 270 Và ngày hai Vinh là ngày 9 tháng 7 năm 2016 Cái giá ngày hai Vinh là 655 đô Có nghĩa là cái tỷ lệ tăng trưởng từ cái giá một năm trước đó tới ngày hai Vinh là 2.4 lần Có nghĩa là khoảng chỉ 142.6% các bạn và cái ngày mà đạt được đỉnh mới sau Harbin á, chính là ngày 16 tháng 12 năm 2017. Có nghĩa là 525 ngày sau khi Harbin chúng ta có cái giá cao mới là 19.535. Có nghĩa là cái tỷ lệ tăng trưởng từ cái giá Harbin đến cái đỉnh mới là 29.8 lần các bạn. Rồi chúng ta thấy được là sau đó cái chu kỳ mới đây à, chúng ta có một năm trước khi Harbin đó chính là ngày 11 tháng 5 năm 2019. Cái giá một năm trước Vinh là 7.254 Cái giá ngày Harvin là ngày 11 tháng 5 năm 2020 Ở cái mức là 9.000 đô các bạn Có nghĩa là cái tỷ lệ tăng trưởng Một lần nữa lại giảm xuống chứ còn có 1.2 mà thôi Có nghĩa là khoảng chừng 24.7% Rồi sau đó chúng ta có cái ngày đạt đỉnh mới Là ngày 10 tháng 11 năm 2021 Có nghĩa là 540 8 ngày sau khi mà có hiện tượng ha vinh chúng ta đạt được cái đỉnh mới là 69.045 thì cái tỷ lệ tăng trưởng từ cái mức giá của ngày ha vinh tới cái đỉnh cao mới là 7.7 lần các bạn thì các bạn có thể nhìn thấy được rất rõ ràng là cái phần trăm tăng trưởng của mỗi chu kỳ giữa cái ngày một năm trước hai bình giá ra bao nhiêu tới ngày hai bình với lại cái phần trăm tăng trưởng giữa ngày hai bình tới cái đỉnh mới đó đã giảm đi theo thời gian và các bạn đã thấy rõ ràng ở đây rồi và đây là cái phần trăm tăng trưởng chúng ta sẽ dùng để ra ước tính coi coi là cái đợt hai bên kế tiếp này sẽ ra sao và tới bây giờ đó chúng ta đều là ước tính là sẽ là ngày 29 tháng 4 năm 2024 sẽ là cái đợt hai bên có nghĩa là một năm trước đó sẽ là ngày 29 tháng 4 năm 2023 chúng ta bây giờ vẫn còn khoảng chừng hai tháng nữa thì mới tới cái ngày đó các bạn thì chúng ta có thể đưa ra những cái lập luận như thế nào khi mà nhìn vào những con số như thế này thì tùy theo các bạn dùng cách nào để mà tính theo thuận đó thì thuận sẽ dùng cái tỷ lệ phần trăm để mà tính xem coi là nếu như chúng ta tiếp tục cái xu hướng này thì cái phần trăm tăng trưởng của đợt này sẽ là bao nhiêu thì đầu tiên hết á, Thuận muốn tính cái tỷ lệ phần trăm tăng trưởng giữa cái giá một năm trước hai vinh và cái giá ngày hai vinh của đợt này sẽ là bao nhiêu thì để làm điều đó, đó thì thuận làm một cái phép toán rất là đơn giản các bạn thuận sẽ lấy cái tỷ lệ của đợt hai bên đầu tiên so sánh với những cái đợt hai bên sau đó xem coi tốc độ giảm như thế nào. Giống như các bạn nhìn thấy được là cái tỷ lệ của giá một năm trước hai với ngày hai bên của đợt đầu tiên là 380 phần thì thuận sẽ chia cho cái đợt thứ nhì chu kỳ thứ nhì đó là chỉ có 142. trăm phần mà thôi. Có nghĩa là tốc độ sụt giảm là 2.66 lần. Chúng ta có thể làm điều tương tự với lại cái chu kỳ mới đây là chu kỳ thứ ba đó, thì à, giữa giá một năm trước Ha tới ngày Ha thì cái phần trăm tăng trưởng chỉ có 24.7% mà thôi. Có nghĩa là so với lại cái đợt đầu tiên tốc độ tăng trưởng đã suy giảm 15.38 lần rồi các bạn. Thì nếu như chúng ta tiếp tục đi theo con đường này đó thì cái đợt kế tiếp sẽ ra sao? Thì mỗi bạn sẽ có một cách tính nhưng mà thường thì là một cái phép toán đơn giản là chúng ta có thể thấy cái sự khác biệt giữa cái đợt thứ nhì và cái đợt thứ ba rồi thuận lấy cái sự khác biệt đó đó cộng với lại cái sự suy giảm của cái đợt thứ ba mới đây à, và chúng ta thấy được là cái sự suy giảm của cái đợt năm 2024 này khi mà đến ngày hai bên thì cái sự tăng trưởng giữa cái thời điểm đó với cái giá một năm trước đó thì chúng ta có thể lấy là 380 phần trăm cái tỷ lệ của cái đợt đầu tiên chia cho 28.1 thì chúng ta có con số là 13 52 hai phần trăm có nghĩa là nếu như mà chúng ta tiếp tục thấy sự suy giảm như là lịch sử đó thì có khả năng là các bạn thấy được là cái giá một năm trước hai habin tới habin nên thì nó cũng không có khác nhiều lắm đâu các bạn. Nó khác chỉ có 1.13 lần mà thôi có nghĩa là khoảng chừng 13.52% mà thôi. Nó sẽ suy giảm rất nhiều so với những cái đợt trước đó. Thì có một số bạn có thể là dùng phép nhân nói là tỷ lệ đầu tiên là 4.8, thứ nhì là 2.4, kia là 1.2 thì có khả năng là đợt này là 0.6. Nhưng mà nếu như vậy đó có nghĩa là cái giá habin sẽ thấp hơn cái giá của một năm trước đó và đó là điều chúng ta chưa hề thấy trước đây cho nên uh, thường dùng phần trăm và những bài nào mà muốn tự tính có thể lấy cái văn bản này và có thể tự tính theo cách của mình để các bạn thì có thể đưa ra một cái nhận định khác thuần chia sẻ theo cái uh, phần trăm câu hỏi kế tiếp đó chính là cái ngày mà hai bình đến cái đỉnh mới đó chúng ta sẽ thấy là khả năng là bao nhiêu ngày trước khi mà thay định mới thì à, các bạn đã thấy được là so với lại cái đợt hai bên đầu tiên với thứ nhì đó cái khoảng cách thay định mới nó cách xa rất là xa các bạn nhưng mà ngược lại giữa cái đợt thứ nhì và thứ ba là khoảng cách nó không xa nữa à, và trước đây đó khi chúng ta không có cái đợt thứ ba này đó thì chúng ta lại dùng cái phép nhân cho nên đã đưa ra một cái nhận định không chính xác là phải tốn tới 700 mấy ngày và các bạn thấy là ước tính lúc đó là khoảng 746 ngày À, và cái ước tính này có nghĩa là khoảng chừng 2 năm sau mới thấy cái đỉnh mới nhưng mà trên căn bản đây chúng ta đã có cái đỉnh mới sau đó chỉ có 548 ngày mà thôi. Có nghĩa là chúng ta thấy được là cái sự khác nhau nó, nó không có nhiều. À, và Thuận sẽ không có dùng phép nhân nữa các bạn. Tại vì nó đã cho chúng ta một cái kết quả mà không như sự thật. Thì à, Thuận sẽ dùng một cái tính đơn giản hơn. Là mỗi một chu kỳ thì nó dài hơn một chút. Thì à, dựa theo cái số lượng ngày khác nhau. Giữa 525 ngày và 548 ngày là 23 ngày. Thì à, Thuận đơn giản là cộng 23 ngày à vào 548 ngày thì đưa ra cái nhận định là chúng ta sẽ có đỉnh mới sau ngày hai bình là khoảng 571 ngày sau đó. Có nghĩa là chúng ta có thể thấy cái đỉnh mới khoảng chừng là ngày 21 tháng 11 năm 2025 các bạn dựa theo cách tính này. Và câu hỏi cuối cùng nhiều bạn sẽ muốn biết đó chính là cái tỷ lệ phần trăm tăng trưởng giữa cái giá ngày hai bình tới cái đỉnh mới đó sẽ là bao nhiêu. À, thì à, nếu như mà chúng ta nói tới cái phần trăm tăng trưởng đó thì à, thuận sẽ dùng cái cách tính tương tự như chúng ta vừa tính cái tỷ lệ giữa cái giá một năm tới ngày hai vinh thì các bạn thấy được là thuận dùng cùng một cái tính đó nếu như chúng ta tính ra phần trăm đó thì các bạn thấy được là 82.8 lần có nghĩa là khoảng chừng 8.185% và 29.8 lần có nghĩa là khoảng 2.882% vân vân thì dùng những cái phần trăm này đó và cái cách tính tương tự như là cái tỷ lệ 1 năm so với ngày hai bên mới đây thì thuận lấy cái phần trăm tăng trưởng đợt đầu tiên là 8.585 so với lại cái chu kỳ thứ nhì cái tốc độ suy giảm là bao nhiêu thì cái tốc độ suy giảm là 2.5 84 lần các bạn và chúng ta so sánh với lại cái chu kỳ thứ ba thì tốc độ suy giảm là 12.27 lần so với lại cái chu kỳ lần đầu tiên à, và nếu chúng ta sẽ lấy cái sự khác biệt giữa chu kỳ thứ hai và thứ ba cộng với lại cái tốc độ suy giảm của cái đợt mới nhất à, chu kỳ thứ ba mới đây thì cái tốc độ suy giảm của cái chu kỳ thứ tư đó ước tính là khoảng 21.7 so với lại cái đợt đầu tiên có nghĩa là chúng ta có khả năng thấy Cây đỉnh mới của chu kỳ này là khoảng 4.7 lần so với lại cây giá của ngày Hà Vinh. Thì uh, như bạn sẽ muốn biết là nếu như tính theo cách này đó thì uh, cây đỉnh mới sẽ là bao nhiêu sau cái đợt uh, tăng trưởng của chu kỳ kế tiếp này. Uh, thì chúng ta sẽ không biết đâu các bạn. Tại vì uh, cái mà chúng ta cần phải biết đó chính là cây giá của BTC một năm trước ngày Hai bin và đó chính là ngày 29 tháng 4. Chúng ta bây giờ chỉ mới ở tháng 2 mình thôi các bạn, vẫn chưa có cái thông tin đó. Nhưng mà để các bạn có được một cái ví dụ đi, chúng ta cứ lấy cái giá ngày hôm nay đi thì lúc Hương Nam làm video này đó, cái giá là khoảng 24.524. Nếu chúng ta cho đây là cái giá ngày 29 tháng 4 đi thì không biết cái giá đó sẽ là bao nhiêu. Nhưng mà chúng ta cứ lấy ví dụ ngày hôm nay đi. Thì chúng ta có thể thấy là cái giá Bitcoin ngày 2 bin sẽ khoảng chừng là 27.712 và nếu chúng ta tính cái phần trăm tăng trưởng như là chúng ta mới nói đến thì chúng ta có giá của BTC ước tính là khoảng 132.000 đô trong cái chu kỳ kế tiếp này có nghĩa là tăng lên khoảng chừng là dưới hai lần cái định cũ chút xíu các bạn và sẽ xảy ra ước tính là ngày 21 tháng 11 năm 2025. Đương nhiên đây là một cái ví dụ mà thôi chúng ta vẫn chưa có biết là cái giá của BTC ngày 29 tháng 4 sẽ là bao nhiêu các bạn. Và đây là những gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. À, thật ra đây là một cái cách tính như thằng chia sẻ đầu video với các bạn đó. Đây là một cái ước tính chỉ dựa theo lịch sử của những cái chu kỳ hai bên trước đó mà thôi và chúng ta chỉ có ba đợt hai bên không phải là nhiều tài liệu lắm đâu các bạn và đương nhiên đây là một cái ước tính à, không có dựa theo tình hình kinh tế vĩ mô tin tức hay các yếu tố khác chỉ dựa theo cái tỷ lệ phần trăm tăng trưởng của những chu kỳ trước đó mà thôi nó không có nghĩa là chắc chắn phải là như vậy các bạn đây chỉ là những cái ước tính lập luận chúng ta đưa ra để chúng ta có thêm một cái thông tin có thêm một cái cách nhìn về chu kỳ kế tiếp nó sẽ có khả năng như thế nào và thông tính cái tỷ lệ dựa theo cái phần trăm tăng trưởng à, các bạn cũng có thể dùng một cách khác để mà tính chứ không cần phải nhất quyết là theo cái cách này cái mình thường muốn chia sẻ ở đây là cho các bạn à, một cái mô hình à, để các bạn có thể dùng cái mô hình này và tự đưa ra cái tính riêng của mình à, và tự đưa ra kết luận là khả năng cái chu kỳ này sẽ là bao nhiêu hy vọng là các bạn nhận được những cái giá trị trong cái video này và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này và các bạn đã có một cái cuối tuần vui vẻ và những bạn nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng thùng capital thì có thể bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là CoinEx, OKX, Bybit hay là Binance và một số những cái dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch tên thì nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên đu chữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn!